Xin chào tất cả các bạn nha, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình nha. Trong video này mình giới thiệu cho bạn tham gia một chương trình để góp nhận 250 triệu tục cần bot cơ đốt nha các bạn. Thì để tham gia hôm nay các bạn cần click phần tin mô tả dưới video mở tâm tắt chat bot nhé. Rồi. Ôi, rồi bấm vào Reta nha các bạn. Rồi bấm group chat nè. XGCVNO. Mình chưa làm nhiệm vụ nữa, mình đứng cấp cha còn làm nhiệm vụ sau quá. Tại ở cấp cha sai AT25 Z2. Rồi chơi bot nè các bạn. Rồi để phạm hàng các bạn chém xíu mà. Nhiệm vụ đầu tiên các bạn cho anh chào kênh Telegram group này nè các bạn. Rồi bấm đáp rồi. Cho anh tiếp kênh seller nữa. Bắt đáp lên nè. Trên tờ Twitter thì các bạn follow và tờ Twitter tăng 3 người bạn mình vào nha các bạn. Trên tờ Twitter các bạn theo dõi nè các bạn. Bạn like nè, các bạn chấp nhận như tôi quyết tăng 3 người bạn mình vào nè các bạn. Rồi các bạn bắt up lên nè. Rồi các bạn subscribe kênh YouTube nữa nè các bạn. Rồi bạn đăng ký nha các bạn bắt up lên nè. Còn gì nữa không ta? Này wallet form. Rồi tôi cần bấm sale các bạn bấm nét nha các bạn. Follow tại Twitter và review xe pinbot xong xuôi. Rồi nhiệm vụ đầu tiên thì các bạn follow tại Twitter và review bot thì mình đã follow và review bot nữa bạn. Rồi thì các bạn nhấp, các bạn mở tại Twitter tất cả bạn ra các bạn. Các bạn nhấp avatar nhấp cho một sơ đó các bạn. Các bạn chia sẻ cái bài các bạn đã tại Twitter nữa các bạn. Rồi các bạn gửi cho bot nè. Rồi tiếp tục các bạn điền là username đầu tư của các bạn nha bạn. Subscribe kênh YouTube channel fan các bạn. Để mình coi hồi nãy nhiệm vụ đầu tiên mình có cho anh giúp kênh trailer chứ các bạn. Unite to subscribe. Rồi các bạn bấm vào đây Z nha bạn. Watch username YouTube name YouTube. Rồi tiếp tục thì nó yêu cầu mình gửi username YouTube mình thì các bạn mở YouTube mình ra các bạn nhập kênh của bạn nè. Các bạn copy username này bạn, copy anh em memo. Rồi bạn gửi cho bot tiếp tục nè các bạn. Rồi tiếp tục con submit địa chỉ với BNB sở mã chain bet20 trên chocolate của tất cả các bạn nè. Rồi sau đó mong Balenci đi chết số cả mình kiếm được nè các bạn. Ok. Này nó Balenci nó cập nhật sau nha các bạn. Rồi bạn bấm vào một cái form lấy những ghép chia sẻ cho bè những thằng mấy cái mình tôi cần nha các bạn. Sau tiết để cập nhật tài khoản mình nè các bạn. Rồi vậy video mình đến đây cũng kết thúc. Mình chào tạm biệt các bạn. Hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo từ mình nhé.